Xin chào các bác nha. Hôm nay tôi cái clip này tôi nói về cái vòng lưu hoa huyết long này. Thì tôi cũng đã có rất là nhiều clip nói về lưu hoa huyết long rồi. Thì các bác nào đã xem và đã biết rồi thì có thể là tham xem chiêm ngưỡng sản phẩm thôi. Còn thông tin của nó thì nếu mà các bác nào mà theo dõi kênh của tôi lâu rồi đấy thì có thể biết về thằng lưu hoa này rồi. Thì đây tôi nói cho những người mà hầu như là người những khách hàng mới bên tôi về thằng lưu hoa huyết long này. Nếu mà các bác chưa biết về lưu hoa huyết long thì có thể là xem thêm clip này để tham khảo cũng như là chiêm ngưỡng cái sản phẩm mà lưu hoa huyết long bên tôi nhé. Thì đây là cái vòng 16 ly lưu hoa huyết long chọn cho khách anh Thành ở trong miền Nam Hồ Chí Minh. Anh có đặt tôi chọn vòng lưu hoa huyết long. Thì lưu hoa huyết long là như thế nào? Lưu huyết long rồi, loại đẹp, loại thường, loại VIP, rồi thẳng loại lưu hoa này. Thì lưu hoa này nó là một loại đặc biệt của huyết long, hàng chọn đặc biệt, vân chọn vân đặc biệt, rất là kín vân. Đây các bác nhìn vân của nó rất là đẹp, hàng vân kín và chất gỗ già nhá các bác nhá. Thì cái thằng lưu hoa này là hàng cao cấp của shop, hàng đắt nhất, nói chung là đắt nhất của thằng trong dòng lưu huyết long rồi, hàng cao cấp nhất rồi, không có cái thằng nào có thể vượt qua cái thằng lưu hoa này được, hàng chọn này được. Thì tôi giải thích thêm cho các bác hiểu thêm này. Lưu thì nó có mấy loại, bên tôi có mấy loại đấy. Lưu hàng thường này, hàng đẹp, hàng VIP này, xong đến hàng lưu hoa này, nó có 4 loại. Thì hàng thường là hàng những cái loại lưu, hàng lưu nó cũng là lưu gốc nhưng mà vân của nó không được đẹp lắm, nó ít vân hơn và cái độ thấu quang của nó cũng ít, thì gọi là hàng lưu thường. Nó vẫn còn vân lưu nhá các bác nhá, vẫn là lưu nhá. Các bác có thể vào xem mộc hương shop.com vào mục vòng lưu huyết long để xem thêm những cái mẫu vòng lưu thường, lưu đẹp, lưu VIP, lưu hoa huyết long bên tôi nhá. Thì các bác biết ngay, phân biệt được ngay. Vào mộc hương shop.com, đấy website của tôi đấy, các bác sẽ phân biệt được ngay. Tí tôi sẽ để cái link website bên dưới và cũng như cái đường link ở cái phần này ngay bên đây, ngay ở đây thôi. Tôi sẽ thêm cái phần địa chỉ website của bên tôi vào nhé. Các bác có thể xem hình ảnh để biết rõ là phân biệt được hàng thường, hàng đẹp, hàng VIP và hàng lưu hoa là như thế nào nhé. Thì hàng đẹp thì nó cũng giống như hàng thường nhưng mà nó sẽ đỏ hơn một chút, nó đỏ nhiều hơn, nó nhiều tinh dầu hơn. Còn hàng VIP ấy thì chọn những hạt nó đỏ rực lên 90-100% hàng lưu VIP ấy. Còn cái hàng lưu hoa này thì nó chọn vân, nó không chọn đỏ, nó chọn vân thôi. Đây, vân nó rất là đẹp, các bác nhìn vân này, vân nó khá là đẹp, cực kỳ đẹp luôn, chứ không phải là khá là đẹp, vân nó kín hết. Thì cái hàng lưu hoa này các bác tưởng tượng như người mình, con người mình tuổi là 70-80 tuổi là già đúng không, 70-80 tuổi là già rồi, thì cái lưu này nó cũng thế, nó cũng phải, nó như con người mình nó già, nó lâu năm thì nó mới xuất hiện được lưu, nó mới có những cái vết lưu, vết vân lưu đẹp như thế này. Còn lưu VIP và hàng lưu thường ấy thì lưu đẹp ấy thì nó chỉ khoảng đến khoảng độ 40-50 tuổi thôi, nó cũng già nhưng mà nó không đẹp được già bằng cái hàng lưu hoa này. Còn cái gỗ thân gỗ cành non thì cũng bên tôi cũng có bán nhưng mà cái loại đấy thì giá của nó rất là rẻ, các bác có thể vào trang web để tham khảo giá, thêm giá để vòng lưu thường, lưu đẹp, lưu VIP, lưu hoa nhé các bác nhé. Vào web mộc hương shop.com ấy, các bác sẽ tham khảo giá trong đấy. Có gì thắc mắc thì có hỏi trực tiếp, gọi điện thoại cho tôi, tôi sẽ tư vấn cho các bác. Đấy, thằng lưu hoa này nó là như thế, như kiểu người già 70-80 tuổi là được coi là già đấy. Thì cái thằng gỗ này nó cũng vậy, gỗ này nó phải hàng trăm năm nó mới con lưu già như thế này. Loại này là loại già nhất nhá, và đeo nó xuống màu rất là đẹp. Đây tôi đeo một thời gian cái hàng lưu hoa này, tôi đeo này, nó xuống màu như thế này nhá các bác nhá. Đó, đây là hàng mới, gỗ nào mình chơi nó phải xuống màu nó mới đẹp.
Thì đây hàng mới, màu nó màu hơi nâu vàng, vàng lâu. Đeo một thời gian nó xuống màu lâu đỏ đấy. Đỏ ngả lâu ấy. Thì rất là đẹp. Đó, thì tôi xin nói thêm nữa là cái vấn đề chỉ chú vòng ấy. Chỉ chú vòng thì chắc là ngoài Bắc mình thì hay chỉ chú, hay quan niệm cái đấy. Chứ còn những cái người mà, những cái anh chị em ở trong miền Nam ấy, người ta không quan niệm cái chỉ chú đâu. Thì người ta cái đấy nó gọi là tin, lòng tin, dễ cho mình an tâm thôi. Chứ còn người miền Nam người ta không thích, không ít khi người miền Nam người ta bảo hỏi tôi là chỉ chú lắm. Chủ yếu người miền Bắc này, người miền Bắc này cực kỳ mê tín luôn, mê tín kinh khủng. Chủ yếu người miền Bắc mê tín cái đấy. Thì cái tôi nói qua về cái vấn đề chỉ chú thì tôi cũng nói rồi đấy. Nói rất là nhiều, mỗi clip đều nói. Thì cái vấn đề chỉ chú ấy là mình có nên làm hay không, và làm như thế nào, làm thì làm như thế nào để cho nó hợp lý, nó tốt, mình an tâm hơn. Và không nên, tôi khuyên là các bác không nên nhờ người ta làm hộ nhé. Vì cái vấn đề đấy là vấn đề của riêng từng mỗi người, không ai nhờ ai được đâu. Và nếu mà nhờ như thế thì mình không biết là họ làm cái gì với cái vòng của mình, rất là phức tạp, rất là nguy hiểm nhé. Nếu họ làm tốt thì không sao, nhưng mà họ làm những cái vấn đề mà nguy hiểm vào cái vòng của mình đeo nó có vấn đề gì đấy, sự cố gì đấy, thì nó rất là nguy hiểm đấy. Các bác phải hết sức lưu ý. Mua vòng về tự tay mình đi cầm lên chùa mình thỉnh, mình cầu nguyện, mình xin, mình thỉnh là an tâm nhất, chuẩn nhất. Chứ còn mà nhờ người ta đi, nhờ người ta làm là không được, không nên. Đấy, cái vòng mà trì chú thì không phải ai cũng làm cũng hiệu quả đâu các bạn. Quan trọng là cái tâm của mình có hướng đến người ta không, có đến Phật, đến Thánh không. Cái tâm của mình đấy. Có phải ai cũng trì chú rồi thì đọc chú đại bi rồi thì cầu nguyện là cũng được đâu, cũng thành đâu, không phải đâu. Nên là các bác cái đấy nó chỉ gọi là cho nó định tâm, an tâm lại thôi. Người phải có tâm, có đức. Người phải như thế nào người ta mới chú đại bi rồi thì chỉ chú người ta mới có hiệu quả. Ví dụ nhờ các những đại sư hoặc đại đức, những cái vị đấy người ta chỉ chú thì may ra mới có hiệu quả được. Không phải ai làm cũng hiệu quả đâu. Rồi, xin chào các bác nha. Clip này hơi dài rồi. Tôi quay một cái vòng mà nói hơi nhiều. Rồi, cảm ơn các bác đã xem video clip của Mộc Hương Shop. Chúng tôi sẽ, nếu các bác đặt hàng thì chúng tôi sẽ gửi hàng tận nơi, được kiểm tra hàng và test hàng trước khi mà thanh toán luôn cho người giao hàng đấy. Có hộp này, đựng một hộp đẹp này. Đây là hàng hộp của anh Vòng, hộp của anh Thành trong Hồ Chí Minh ấy. Rồi, tôi sẽ bọc cái hộp này vào trong một cái hộp giấy nữa, gửi hàng. Gửi trong Hồ Chí Minh thì khoảng 2 đến 3 ngày thôi là nhận được, gửi nhanh ấy. 2 ngày là đã nhận được rồi. Rồi, xin chào các bác nha.